Đức Tiến trong sâu trước khi mất, hé lộ khó khăn ở Mỹ, điều hối tiếc nhất. Chia sẻ với Thúy Nga trong chương trình ghi hình một tuần trước khi mất, cố diễn viên Đức Tiến nói anh chỉ mong có sức khỏe, thời gian bên con gái, cùng con gái trưởng thành. Mới đây chương trình nhà có khách của danh hài Thúy Nga lên sóng, nhận sự quan tâm của nhiều khán giả. Đây là tập có sự tham gia của diễn viên Đức Tiến, được ghi hình khoảng vài ngày trước khi nam nghệ sĩ đột ngột qua đời. Xuất hiện trong chương trình, Đức Tiến có vẻ ngoài tươi vui, khỏe mạnh. Khi Thúy Nga khen anh đẹp trai hơn trước, nam diễn viên đáp, đợt vừa rồi tôi về Việt Nam, mọi người gặp ai cũng ngạc nhiên, hỏi tôi có hút mỡ, tim mặt không mà nhìn gọn gàng hơn. Đúng là tôi đã giảm cân, gầy đi thật. Trò chuyện với Thúy Nga, Đức Tiến kể về sự trở lại màn ảnh rộng với phim đóa Hoa Mong Manh, cuộc hôn nhân bên Hoa hậu Bình Vương và con gái mà đi sần 4 tuổi anh cũng phản hồi những lời đồn thổi lấy vợ đại gia lấy vợ để định cư mỹ mình là nghệ sĩ nên không tránh khỏi những tin đồn nhưng tôi tâm niệm tốt xấu như thế nào là do mình quyết định chứ không phải do điều tiếng người ta nói cố diễn viên chia sẻ cụ sư mẫu cũng cho biết hôn nhân của anh không phải lúc nào cũng màu hồng mà vẫn phải đối diện với những mâu thuẫn thăng trầm vợ chồng tôi ở với nhau vui có buồn có nhưng quan trọng nhất là phải giao tiếp chuyện gì cũng nên nói ra để cùng nhau giải quyết sau tất cả chúng tôi vẫn thương nhau Đức Tiến cho biết việc sinh con, nuôi con tại Mỹ vất vả hơn ở Việt Nam vì vợ chồng anh không có ông bà hỗ trợ. Tuy cực nhọc nhưng nam diễn viên hạnh phúc khi bé Madison chào đời. Con gái là nguồn động viên tinh thần lớn nhất với anh, cũng là quả ngọt giúp vợ chồng sống hạnh phúc hơn. Điều hối tiếc là tôi có con trẻ vì tôi từng rất cầu toàn. Tôi muốn có nhà, có xe, có dư ít tiền rồi mới có con. Nhưng khi bước sang tuổi 40, việc có con tự nhiên rất khó nên chúng tôi phải làm IVF, thụ tinh nhân tạo, phóng viên để sinh con, mang cảnh cha già con mọn nếu có cơ hội được làm lại thì tôi sẽ sinh con sớm hơn sinh nhiều con hơn nam diễn viên bộc bạch với thúy nga kể thêm về cuộc sống tại mỹ đức tiến cho biết anh chạy sâu tương đối bận rộn nhưng vẫn luôn sắp xếp được thời gian dành cho gia đình khi được hỏi về những khó khăn diễn viên cười xòa cho biết anh chấp nhận mọi điều trong cuộc đời một cách tự nhiên ở tuổi này tôi không quan tâm nhiều đến sự vất vả mỗi ngày đều có những điều khó khăn tôi chỉ mong bình yên sức khỏe mong dành thời gian cùng con lớn lên ở bên cạnh con cuộc sống luôn có niềm vui nỗi buồn và tôi chấp nhận những điều đến với mình. Cái gì sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi nên tôi không quá đau khổ khi gặp sóng gió, thất bại. Tôi thuận theo dòng chảy tự nhiên của cuộc đời, Đức Tiến trải lòng, ghé thăm nhà Thuyến Nga, Đức Tiến mang túi mãn cầu Úc, Thái Lan đến tặng với lời chúc nữ danh hài sẽ cầu gì được nấy. Anh cho biết thêm ở nhà, anh trồng vườn cây trái triệu quả, nhiều người hỏi mua nhưng anh không bán, diễn viên trồng cây để thư giãn, mỗi mùa thu hoạch quả để dành thắp hương dân ông bà tổ tiên và tặng bạn bè hôm 18 tháng 5, giờ Mỹ, khi nghe tin Đức Tiến qua đời, nghệ sĩ Hải Thúy Nga bàng hoàng, cô chia sẻ, tôi làm chương trình này mời Đức Tiến đến 4, 5 lần mà chưa được, lúc thì Đức Tiến ở bang khác, lúc lại về Việt Nam, vừa rồi tôi mời Đức Tiến thì anh ấy lại về Việt Nam, bận chạy sâu, tới khi về lại Mỹ, Đức Tiến chủ động gọi tôi báo là, tôi rảnh rồi, quay hình liền đi không là tôi bận lắm, khó làm với tôi nữa, tôi nghe vậy liền đặt lịch với Đức Tiến và đã kịp quay hình chương trình 3 ngày trước. Việc tiến mất như có điểm báo trước mà lúc đó tôi không nhận ra, Thúy Nga chia sẻ. Đức Tiến sinh năm 1980, quê gốc ở Đồng Nai. Anh nổi tiếng trong làng người mẫu vào thập niên 2000, từng đoạt cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010. Anh cũng đóng nhiều phim truyền hình như Trở Về, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Vợ của chồng tôi. Năm 2013, Đức Tiến sang Mỹ định cư, diễn viên và vợ, Hoa hậu Bình Phương, đón con đầu lòng hồi tháng 7 năm 2020, sau 10 năm kết hôn. Hồi tháng 4, nam diễn viên tái xuất màn ảnh rộng sau 12 năm vắng bóng với phim đóa hòa mong manh do Mai Thu Huyền làm đạo diễn. Diễn viên qua đời vào 23 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5, giờ Mỹ sau cơn đột quỵ, hưởng dương 44 tuổi. Lễ tang của Đức Tiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5, giờ địa phương. Đức Tiến trước khi ra đi, có cơ ngơi bạc tỷ ở Mỹ, viên mãn bên vợ Hoa hậu. Ngày 19 tháng 5, thông tin siêu mẫu Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng bởi trước đó, anh vẫn thường xuyên chia sẻ cập nhật cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Giờ showbiz lúc ở đỉnh cao sự nghiệp Đức tiến sinh năm 1980, được biết đến là một trong những nam nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, gương mặt có nét lai á, Âu, oh, cùng chiều cao ấn tượng. Trước khi đóng phim, Đức tiến từng là gương mặt nổi trội trong dàn người mẫu năm đời đầu, thập niên 2000, cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng, Bình Minh, khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Đức Tiến tiếp tục để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Vòng xoáy tình yêu, Chuyện tình đảo ngọc, Dốc sương mù. Xin lỗi tình yêu, vào năm 2010, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đức Tiến bất ngờ thông báo kết hôn với hoa hậu áo dài Đà Lạt, Bình Phương. Cả hai lần đầu gặp gỡ tại cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt 2007 và cảm mến nhau bởi sự nhiệt tình, chân thành của đối phương. Sau 3 năm tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, Bình Phương chọn trở lại Mỹ tiếp tục theo đuổi việc học, còn Đức Tiến lại ở Việt Nam duy trì hoạt động nghệ thuật. Hai vợ chồng có khoảng thời gian yêu xa đầy thử thách. Thời điểm đó, Đức Tiến phải đối mặt với nhiều tin đồn về giới tính Bình phương dù hoang mang nhưng luôn chọn cách tin tưởng chồng. Đến năm 2013, Đức Tiến thông báo tạm ngưng công việc nghệ thuật tại Việt Nam để sang Mỹ định cư với gia đình vợ. Quyết định này của anh khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Cuộc sống hơn 10 năm định cư ở Mỹ thời gian đầu sang Mỹ, Đức Tiến sống với gia đình vợ, lựa chọn ở rể, anh gạt qua suy nghĩ mình là người nổi tiếng, chấp nhận việc đi chợ, nấu cơm cho gia đình. Thời điểm đó, anh bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình, còn vợ làm luật sư tại ngân hàng lớn ở Mỹ. Tuy nhiên, sự khác biệt về lối sống tính cách và định hướng công việc khiến cặp đôi liên tục mâu thuẫn. Cả hai mất khoảng 5 năm mới tìm được tiếng nói chung và dung hòa cuộc sống hôn nhân. Khi kinh tế đã ổn định, Đức Tiến và Bình Phương quyết định dọn ra ở riêng. Họ mua ngôi nhà đầu tiên, rộng hơn 800 mét vuông tại Mỹ vào năm 2018. Khi đã an cư, cặp đôi tiếp tục chịu áp lực về chuyện sinh con. Năm 2019, cả hai quyết định về Việt Nam thụ tinh nhân tạo. Tới lần thứ hai thì nhận được tin vui, Đức Tiến và vợ đón con đầu lòng hồi tháng 7 năm 2020, sau 10 năm kết hôn sự ra đời của con gái đã tạo bước ngoặt lớn trong đời sống hôn nhân của vợ chồng Đức Tiến. Từ khi có con, cả hai học cách nhẫn nhị, san sẻ cùng nhau, đi làm về thấy đồ chưa giặt, bát đĩa trong chậu chưa rửa, anh liền dọn dẹp mà không một câu phản nàn. Mỗi khi đi chợ, thấy món bánh nào bà xã yêu thích, anh đều mua về. Bình Phương từng chia sẻ, Đức Tiến cũng nói, anh may mắn khi có vợ luôn ủng hộ trong mọi quyết định, dù phải xa nhà thường xuyên nhưng anh luôn được đối phương thông cảm, thấu hiểu. Nam diễn viên thừa nhận rất tự hào khi có được người bạn đời vừa đẹp vừa hiền lành, biết thông cảm may mắn lớn nhất của tôi là có gia đình vợ hỗ trợ hết mình, không nói về kinh tế, Bình Phương cùng gia đình là điểm tựa tinh thần cho tôi khi tôi sang Mỹ sống. Họ chỉ cách tôi hòa nhập văn hóa, môi trường và động viên tôi theo đuổi công việc hiện tại. Nam diễn viên từng chia sẻ, ở Mỹ, Đức Tiến đắt sâu với vai trò MC, đóng quảng cáo cũng như sản xuất nhiều chương trình, sự kiện. Năm 2022, anh ra mắt công ty truyền thông mang tên mình. Nam nghệ sĩ cũng có mối quan hệ rộng rãi ở hải ngoại. Song song với hoạt động nghệ thuật, diễn viên sinh năm 1980 còn thường xuyên thực hiện các chuyến thiện nguyện xây nhà và trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Nam diễn viên từng tiết lộ, vợ chồng anh đã bán căn nhà cũ có giá 160.000 đô la, khoảng 3,7 tỷ đồng và mua một căn nhà mới 700.000 đô la, khoảng 16 tỷ đồng tại California. Cơ ngơi của anh có thiết kế sang trọng, hiện đại với khuôn viên sân vườn rộng rãi. Gần đây, Đức Tiến gây chú ý khi trở lại màn ảnh với bộ phim Đóa hoa mong manh do Mai Thu Huyền làm đạo diễn. Nói về sự quay trở lại điện ảnh sau nhiều năm lịnh cư tại Mỹ, Đức Tiến cho biết tôi vẫn rất đam mê nghệ thuật dù không đóng phim nhưng tôi vẫn hoạt động nghệ thuật ở nhiều mảng khác nhau tại hải ngoại cách đây vài ngày anh vẫn xuất hiện trong các chương trình sự kiện giải trí ở hải ngoại cũng bởi thế thông tin về sự ra đi của đức tiến khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng